Đấy. Ủa tính là nó gai có một cục đất mà. Thì bây giờ ông lượm lên đi. À đồ. Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Khang đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video mini world của mình. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn cũng đừng quên like vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Phía bên phải cũng như là bên trái và giữa màn hình đó chính là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình. Nếu mà bạn nào mà chưa theo dõi những trang mạng xã hội này thì các bạn đừng quên theo dõi để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ mình luôn nha. Và ngày hôm nay mình không biết tại sao, gọi là vì một cái lý do nào đó mà tự nhiên Simmy với lại Camui lại rủ mình qua chơi sinh tồn mọi người. Thật sự luôn là nói thiệt với các bạn á, là cái sinh tồn ta nói chưa gì đâu luôn rồi. Làm gì bây giờ có ai chơi sinh tồn nữa, nhưng mà tôi thấy hai người này gọi là thuyết phục mình dữ quá cho nên là mình mới qua đây mình chơi á, chứ không là mình đời nào chơi sinh tồn. Bởi vì sinh tồn này không phải là sinh tồn bình thường. Cái mà đây là sinh tồn cái gì? Chị Camui ơi, chị mới nói cái giọng gì Camui? Chị nói giọng vang hả? Ờ giọng đấy nghe ngầu không? Ngầu. Chị ở giọng này giàu không? Khoan bỏ đi. Là ông rủ tôi đi á, xong bây giờ ông bảo là tụi tôi rủ ông ở gì ta, tụi tôi rủ ông là sao? Ê, có chị thấy rủ ông nha, hấp dẫn thật sự luôn. Ủa nhưng mà ca chị nói là có trò gì hay hay chơi không, tưởng đâu là có mini game nào hay chơi, nhưng mà tự nhiên hai người rủ vô đây chơi sinh tồn. Trời ơi, trời ơi, đây là không phải là sinh tồn bình thường, đây là sinh tồn kinh dị mà cứ bảo sinh tồn kinh dị. Rồi ok rồi, bây giờ kinh dị đâu rồi, có con SCP hay có con ma nào? Kinh dị không phải tới từ mấy cái đó, cái đó rất là bình thường. Mà đây ví dụ nha, ví dụ đơn giản thôi nha. Bây giờ là cục đất đúng không? Đúng không? Rồi sao? Cái map này nó rồi. Kinh dị chỗ nào? Bà nói cho tôi coi nghe coi. Ok, bình tổng. Ông thấy đây là cục đất bình thường đúng không? Cục đất bình thường rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi là gì ta, đào cho ông xe vừa nha. Bây giờ tôi đào một cục đất, nó sẽ ra mấy cục đất. Đấy. Ủa tính là nó ra có một cục đất mà. Thì bây giờ ông lượm lên đi. À đồ. Ủa nó vẫn là một cục đất mà. Hả? Ông xạo xạo à. Oh my god. Ôi có sáu. À có 60 miếng cục đất. Ủa cái thế giới này là thế giới gì mà người gửi mình chơi thế giới gì vậy? À đồ. Trời đất ơi, đây chính là cái gì? Là cho một cây đuốc à? Một cây đuốc. À đồ. Oh my god. À coi coi có cái đèn đâu đấy. À cái bây giờ cái quăng cái rượu cái ra đi. Cái quăng rượu ra. Rồi, lại đi. Bây giờ cái nhặt lại đi. Cái đậu xanh. Cái gì vậy xin? Xin làm cái trò gì vậy xin? Xin làm cho cay hết chỗ để đồ luôn rồi. Nhưng mà cái thế giới này hay rồi nha. Tính ra nếu mà bây giờ cay chơi trong thế giới này á, là cay chỉ cần đập một cục gỗ là cay đủ xây cái nhà luôn rồi đó. Đấy. Và đặc biệt nữa đó chính là cay chỉ cần kiếm một cục kim cương thôi, cay sẽ có gọi là 69 cái cương. Và chỉ cần cay cứ ném ra và lượm lại thì cay cứ nhân đôi lên số lượng 64 lần. Vậy luôn hả? Trời ơi. Vậy rồi cứ gọi là quăng ra rồi lượm lại là được thêm 60 viên kim cương. Đúng rồi. Đấy đơn giản. Thật ra là tính ra cái mình thấy cái trò này cũng hay với mọi người, nhưng mà thật ra cũng không hay lắm đâu. Tại vì nếu mà làm như vậy á thì mình không khác gì mà mình đang chiết đó. Mình chơi như vậy là mình chơi không có công bằng gì hết trơn. Tính ra tụi mình đang ở chế độ siêu hack đúng không Camui? Trời đất ơi, thế mà còn lo gọi là cheat thì đây là chế độ siêu hack nha. Đây là chế độ đúng không? Nhưng mà cái thấy hơi bất tiện nha. Mỗi lần mà cái làm gì cũng nhận được 64 viên rồi kho đồ cái trống hết trơn rồi. Tôi ở đây này, ông cứ đi luôn đi tới như kiểu tụi tôi có 4 đứa hay sao vậy? Thì ai biết đâu, đậu xanh hồi nãy đó là do Simmy á gọi là cho anh mình, cho nên là bây giờ mình phải giục bớt mấy cái cây rìu này nè mọi người. Đó. Bây giờ Sim à, ở đây không phải là có 64 không phải có 1 Camui và Simmy đâu, mà ở đây là có 64 Camui và Simmy. Đúng rồi. Cái đậu xanh. Ok mọi người ơi, bây giờ là bởi vì vậy mình đang chơi gọi là cái chế độ siêu hack này, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm kim cương thôi nè mọi người ơi, đi kiếm kim cương thôi. Ông đừng có nghĩ kiếm kim cương trong thời gian nào mà dễ nha, xin lỗi tôi với Sam kiếm rồi cả chục rồi ngồi không ra một cái kim cương luôn ấy. Trời, đó là do Sim non mà Sim ơi, chứ bây giờ chị em mình gồn á. Bây giờ em thách hai người được kim cương trong này luôn á, em thách luôn á, em thử ghê luôn. Ghê ôi mày đặt hết đồ. Trời ơi, em hai người mà kiếm được kim cương em tặng hai người 1 triệu luôn ấy. Thật không? Chưa, thật chuyện luôn. Đời á. Thôi luôn, 1 triệu khoảng luôn. Rồi ok, đi kiếm. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta không có gọi là xây nhà gì hết, bây giờ mình đi kiếm kim cương luôn nè mọi người. Đi kiếm kim cương nào. Có hang nè, ở đây có hang nè coi.
đâu đâu đâu. Ui, có cái hàng thì xuống dưới rồi. Được 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 được. Ngon 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 ngon. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình với Mui đã gọi là nhận kèo của Simmy, đó chính là nếu đi tìm được một viên kim cương thì bọn mình sẽ gọi là nhận được 1 triệu của Sim. Báo. Báo luôn. Chết lên. Chết mình nói là ai vậy? Chị đi ra ngoài đâu? Đậu xanh mình còn có gọi là 4 mẫu rồi. Được rồi. Tức bạn bây giờ ấy. Các Mui ơi, bảo vệ em, các Mui ơi, còn có 4 máu. Các Mui ơi, bảo vệ em. Em không bảo vệ chị thì thôi. Trời ơi, còn có 4 máu, còn 20 máu rồi má. Từ đây, đây, xuống đây, đây vào đây, xuống lên. Mày. Trời đất ơi, bảo kiếm kim cương mà chết mày nè. Ây da, đâu có lem rồi các Mui ơi. Xong rồi. Ô, con nhện mất dạy, mày mất dạy nè. Rồi xong luôn, giết nó luôn. Rồi hay quá chị ơi. Đi kiếm cái cương thế nào? Giờ đi kiếm sao vậy? Đi kiếm nhau thôi. Mà tôi nói cho mấy người nghe nha, kim cương gọi là cái tầng này nha, nó ở tầng dưới cùng của gọi là gì ta, tầng lớp đá luôn nha. Ơi, cái này là sắt là đúng không? Ôi chị ơi, mình giàu thật rồi chị ơi. Đâu bây giờ Kai sẽ thử gọi là test cái gọi là kiểu thả một cái, Kai sẽ lụm lại coi. Rồi làm lại. Ôi trời ơi, cái được thêm 64 viên nữa là xíu mới giàu rồi, giàu rồi. Cái này là chúng ta chỉ cần một thôi là xong. Cái đậu xanh. Cái gì vậy Kai, làm gì vậy chị Kai? Chị nào cái lỗ ở đây rồi, em đi em trúng đó chị ơi. Ai bảo em đi vào? Cái đậu xanh trời. Cái đậu xanh rồi làm sao Kai đây? Mọi người, mình là người có thể cứu hai bạn này, hai bạn không nói gì không? Ủa làm sao được cô hả? Đứng yên, để em đào đá. Đứng yên. Đứng yên. Cái gì vậy trời? Đó là tại chị đó, có bạn là tôi em mà. Tôi cứu hai người kìa, quá trời quá đất luôn á. Em đã kêu là đứng yên đi. Để tôi cứu hai người cho, trời hai người ồ ngực chết luôn á. Nè, lẹ luôn xem ơi, rồi, lẹ lên. Một cái đường. Cái gì vậy? Dạ, hai chị bình tĩnh, trời ơi. Mà xin này, bà cô ấy, bà để mình dưới đây á, mọi người, thiệt tình luôn á. Cố tình á. Hai người có muốn nói gì không? Cái lên được rồi, xin ơi. Trời ơi, rồi ok, bây giờ mình gọi là quyết định sẽ đi xuống dưới đây để gọi là đi kiếm kim cương nha mọi người. Còn đào tới khi nào thì mình không biết. Trời ơi, thoát thằng nào cũng được á. Ê chị ơi, tính nghe, em đang có mấy cục mà bây giờ cái tủ đồ của em nó full luôn rồi chị ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gọi là cố gắng đào thật là sâu luôn nha. Để coi là có kiếm được kịp. Simmy là cứu bọn mình xong, bây giờ đi lên là nó lấp luôn cái lỗ rồi ba. Trời ơi, bây giờ mọi người cứ làm đi. Đừng có nhảy ra nha. Chứ sao, trời mọi người cứ làm đi chơi thôi, trời ơi. Ui, cảm ơn, em tìm được một cái hang rồi nè, cảm ơn. Xuống đây. Hang gì? Nhiều quá. Đâu. Xuống đây. Cho xíu. Ui, nhiều quá giật. Mày, mất dạy mày. Em nghĩ là chúng ta sẽ gọi là tìm được kim cương ở đây, cảm ơn. Ê, vàng kìa, vàng. Kiếm được vàng rồi, thấy là chắc là chúng ta đã gọi là gần như kim cương lắm rồi đó. Sao tụi nghe hai vụ gì ta? Cái gì mà hai vụ, trời ơi, Kai đã nói là do Sim với Sam gà. Chứ còn gọi là riêng cái kỹ năng gọi là chơi mini world của Kai với cái Mui thì làm sao, trời, không kiếm được kim cương. Rồi bây giờ nha, mình sẽ lấy, tính ra là bây giờ mình muốn lấy vàng là mình phải có gọi là cái sắt đó chị. Mình phải có gọi là cúp sắt á. Sim ơi. Cho xin một bờ lốc gỗ với, cho xin một bờ lốc gỗ để làm chế tạo với. Không có bờ lốc gỗ nào luôn. Thực ra trong người em cũng không có miếng gỗ nào luôn chị. Cái gì vậy? Đi lẻ đi. Ôi, cảm ơn, em kiếm được hang rồi nè, em kiếm được hang của quái vật. Hang của quái vật. Oh my god, em bị rớt xuống đây luôn mọi ơi. Trời ơi, mình kiếm được hang của quái vật nè các bạn ơi, mình còn kiếm được gọi là bom nổ nữa. Trời ơi, mình kiếm được. Có kim cương không? À không chị. Có gọi là cái này gọi là cái gì ta, cái cục đá xanh lá này gọi là gì vậy? Ngọc lục bảo. Ừ vậy mới đúng mấy mọi người đó. Ngọc lục. Bây giờ kim cương thì phải kiếm ở đâu đây? Trời đất ơi, mình đã kiếm được gọi là vàng ngọc lục bảo với lại kiếm được sắt á, thì bây giờ mình chắc chắn là mình đang rất là gần kim cương luôn. Nhưng mà bây giờ kiếm kim cương ở đâu đây? Trời đất ơi, rộng quá. Làm sao mà có thể kiếm mày được mày chứ? Mày quay,
Tại vì thằng người quá nhập viết, ồ hên quá hên mà mình có xu mọi người. Hên mà mình có xu mình chơi gọi là hồi sinh ở đây chứ không là mình phải gọi là lên đây gọi là người chơi hệ có tiền hiểu không? Ui, ở đây có lava, ở đây có lava. Đâu có lava là gần lắm rồi đó, lava là gần lắm á. Chỉ là một cái dòng lava thôi, không có gì hết. Okay. Không, chị đào xung quanh nhiều khi có. Cay, đỡ hồi sinh chết nè. Đó. Thôi không cần nó sim cay, gọi là dùng một xu để hồi sinh luôn, chơi lớn luôn. Đại gia mà, người chơi này có tiền. Trời ơi, có một xu à, trời ơi trời. Rồi bây giờ ông kiếm cho tôi kiếm cơm coi, ông kiếm coi. Từ sim, bình tĩnh. Mình này. Rồi, trên này có lava này, trên này nè. Ở đâu à? Hồ lava luôn. Gì đó là vậy? Đây trên này. Trên đầu. Trên đầu là ở đâu? Nè, trên đầu nè. Cái đầu xanh gọi lên à. Rồi bắt block lên. Rồi đâu? Hồ lava đâu? Ngược lại nhưng mà không biết lava ở đâu thôi. Anh em không biết kim cương ở đâu thôi. Kim cương hả? Lava ở đây thì mình nghĩ là kim cương cũng sẽ gần đây thôi mọi người ơi. Chúng ta sắp thành triệu phú rồi. Yeah. Ôi, rồi vậy xong chả thấy gì. Ừ, thấy gì mọi người. Có gì mình đang gọi là ước gì mình có một cái gọi là cái cúp gọi là sắt hay là cái cúp vàng hay là cái cúp gì á, nhưng mà bây giờ hiện tại mình không có gỗ mọi người. Xin lấy cục gỗ chưa? Em nó bảo lẽ em cũng chặt cục gỗ ra vai bị rớt xuống mà trời. Thôi, xem xem có gỗ xem giấu đúng không? Đúng rồi, giấu đúng không? Xem gọi là thấy gọi là bọn mình sắp mất 1 triệu cho nên xin giấu vậy rồi. Thế bây giờ em bảo em có gỗ nhưng mà em vứt dưới lava thì sao nè? Cái... Hai đứa câm lặng không biết nói gì. Ủa sao một cái mặt người muốn gì mà câm luôn nghe? Gì ơi? Ôi em tìm được ở đây chị ơi, nhưng mà em tìm được sắt. Cái... sao mày gáy to thế? Ôi, hãy to mà ơi. Hôm em muốn gọi là trao hy vọng cho mọi người đúng không? Nhưng mà thật ra là kiếm không có. Đã bảo làm sao có thể kiếm công cho cái map này được. Thề sống mới. Khó quá đều bằng thề luôn, khó quá. Đủ rồi em ạ. Là 2 vụ nha. Xuống nữa đi. Tomorrow. Ôi, nó chơi rồi đó, các bạn ơi, để kiếm cương ơi. Để kiếm cương ơi. Đậu xanh cuối cùng cũng thấy kiếm cương. Chạy lại chỗ em chị ơi, chạy lại chỗ em nè. Em bà đâu? Em cũng biết nữa. Đây bây giờ từ từ đây. Đây kim cương nè chị ơi, Kim cương đây. Cúp sắt đâu? À đây cúp sắt đây. Ô có luôn rồi. Đấy đấy. Đây dưới là lava thì vui nha. Ôi trời ơi, 64 viên kim cương rồi. Cái kim 64 kim cương gì không quan trọng cả, chỉ quan trọng là 1 triệu cái ơi. 1 triệu. Xem ơi, là xem. Bây giờ xem chưa thấy kim cương đúng không? Đây, từ cây kiếm chỗ chạy lên chỗ chỗ xem luôn nè. 1 triệu các bạn ơi, trời ơi, mình đã nói rồi, trời ơi, có công mày sắt, có ngày nên kim, trời ơi, đi kiếm hồi nãy giờ trời cuối cùng thì tôi cũng đã gọi là thấy được gọi là kim cương, bây giờ mình sẽ gọi là chạy tới chỗ sim cho sim thấy nè, cho sim thấy tận mắt luôn nha, đấy, kinh không, sim phục chưa? Ôi, gió này hên thôi, ôi, đâu, thế à, hên rồi à. Xin mời có thể gọi là chạy tới chỗ cay được không xem, chứ cay kiếm em hơi bị mệt luôn á. À bây giờ mọi người có thể kết vào gọi là phần kho của có thể dùng gọi là cái kiểu dịch chuyển, chúng ta có thể gặp nhau được không hả? Chứ giờ là hơi khó thì hả? Ok bây giờ mình sẽ gọi là sử dụng quyển dịch chuyển nha. Gặp cay lại rồi nè. Ok bây giờ em sử dụng quyển dịch chuyển gì à? Tiền đâu mà có điểm dịch chuyển, toàn các đại gia không? Đâu rồi xin rồi, xin đâu? Sau lần cái không không đẹp về đó chính là thấy cái gì chưa xem, kim cương lấy. Ok thấy thì chúng ta được 1 triệu ấy cam ơi, thì em với chị đúng mỗi rồi. Người chia ra gọi là em 700 chị 300 ha. Mẹ, tính ra cái chỗ kia là chỗ chị tìm cái lava nhưng đấy mà cho em thấy, nhưng mà em mới thấy thì em mới thấy nha, cái nghe là 7, ok chị em 73 nhưng mà chị 7 em 3, ok thôi giờ không thích là được thôi, nhưng mà nói chung là phải lấy được 1 triệu trước đã. Sim ơi, em sim nó chạy rồi. Ôi 1 triệu của cái đâu, 1 triệu mực
tiền, đống tiền mặt để vay xem cái gì nó cho đánh. Rồi xong luôn, thiệt luôn các bạn ơi. Mất luôn rồi, bà Jimmy bà hứa với mình á là kiếm được kim cương là bà sẽ gọi là cho hai đứa mình 1 triệu. Vậy bây giờ bà chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà đó không sao, dù sao thì ngày hôm nay mình cũng đã trải nghiệm được một cái gọi là chế độ siêu hack. Phải gọi là đúng siêu hack luôn mọi người ơi. Nếu mà ở trong cái chế độ này chắc là mình lú luôn á. À có khi là mình giàu luôn mọi người. Tại vì giờ mình có thể gọi là spam kim cương được mà. Nhưng mà có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên like và cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.